Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự tối ngày thứ Tư, mùng 8 tháng 12 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự tối này, xuất phát từ một cái tin tức cười. Theo đó, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Báo Dân Việt đã bày tỏ những sự ngạc nhiên về việc Sở Giáo dục và Đào tạo hai tỉnh Thái Nguyên và Hòa Bình đã có những cái công văn gửi tới các trường học trên địa bàn địa phương vừa kể, thúc giục các cái cơ sở giáo dục phải tiến hành mua tài liệu hỏi đáp, học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, một cái điều đáng ngạc nhiên làm cho dư luận xã hội nổi sóng đó là thông báo của hai Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên và Hòa Bình lại đòi hỏi các cái trường trong tỉnh, theo đó khuyến khích các em học sinh từ lớp 2 trở lên hãy trang bị cho mỗi em một cuốn sách liên quan tới tìm hiểu và học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh để sử dụng trong học tập cũng như tìm hiểu. Và theo Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết, cuối mỗi công văn, Sở Giáo dục của hai tỉnh vừa kể cũng đem theo các cái mẫu đăng ký yêu cầu các cái học sinh, kể cả các học sinh lớp 2, phải mua tài liệu và gửi về Sở Giáo dục Đào tạo. Thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi gọi là một tin tức cười, tại sao lại có cái chuyện nhồi nhét tư tưởng Hồ Chí Minh cho những đứa trẻ 6-7 tuổi, tức là ở cái độ tuổi học lớp 2, khi mà đọc còn chưa sõi, chứ chưa nói tới cái sự đọc và hiểu ra sao. Đó là lý do, thưa quý vị, lâu nay người ta nói, một người thầy thuốc dở và sai lầm thì có thể giết chết một mạng người mà thôi, còn một cái nhà giáo dở và sai lầm thì có thể giết chết một thế hệ. Và điều đó cũng giống như một chính trị gia, một lãnh đạo đất nước mà dở và sai lầm thì nó có thể giết chết cả một dân tộc. Thưa quý vị, những cái điều vừa kể để cho thấy các cái lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, đặc biệt các cái lãnh đạo giáo dục, không đủ tầm cỡ và tư cách. Và đó là lý do dư luận xã hội cho rằng tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lựa chọn các cái nhân sự lãnh đạo của Bộ Giáo dục trước đây cũng như Bộ Y tế, toàn những cái kẻ tai rơi và mặt chuột. Thưa quý vị, đó là các cái nhân vật Thứ trưởng Bộ Y tế, hay kể cả Bộ trưởng Bộ Y tế bà Nguyễn Kim Tiến, hay Phùng Xuân Nhạ trước đây Bộ trưởng Bộ Giáo dục, thì cũng có những cái hình dòng được cho là không xứng đáng để làm một cái người tử tế, không đủ những cái điều kiện về mặt hình dáng để làm người tử tế. Vì như quý vị đã biết, người ta nói tâm ắt sinh tướng, và tướng xấu ắt tâm cũng không hay. Và đó là lý do tại sao trong ngành giáo dục, trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt trong hơn 10 năm với cái sự lãnh đạo của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cái việc sử dụng những cái bằng giả trong công việc cũng như tiến thân của các cái quan chức nhà nước, đó là một cái điều sự thật hiển nhiên. Và thưa quý vị, đó là lý do người ta nói ông Nguyễn Phú Trọng cũng là một người sử dụng bằng giả. Bởi vì thực tế cái bằng mà ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam coi là một cái bằng tiến sĩ chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực chất đó chỉ là một cái bằng master, hay nói theo tiếng Việt Nam đó là một cái bằng thạc sĩ. Rồi khi ông Nguyễn Phú Trọng năm 1982, sau 2 năm tu nghiệp ở Liên Xô, mang về một cái bằng mà người Việt Nam gọi là phó tiến sĩ, thực chất nó chỉ là một cái bằng thạc sĩ. Và sau đó ở Việt Nam có một sự thay đổi, người ta biến tất cả các cái bằng thạc sĩ trở thành bằng tiến sĩ. Và thưa quý vị, nếu ông Nguyễn Phú Trọng thực sự là một cái người công tâm có đức thì phải thừa nhận ông không đủ trình độ tiến sĩ, chứ không phải như nhiều người Việt Nam lầm tưởng ông Nguyễn Phú Trọng có trình độ và tài năng ở cái mức độ tiến sĩ chính trị. Đó là lý do tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng định nghĩa về hiến pháp còn không định nghĩa đúng. Thậm chí Nguyễn Phú Trọng cho rằng hiến pháp là một cái văn bản quan trọng đứng sau nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thưa quý vị, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sử dụng bằng giả, điều đó là một sự thật, và điều đó nó thực sự là một cái mối nguy hiểm lớn cho nhân dân, tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, trước khi đi vào cái nội dung bình luận thời sự ngày hôm nay liên quan tới cái vấn đề giáo dục cũng như bằng giả đã giúp cho rất nhiều các cái quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay dưới sự cầm quyền với một cái chế độ nhân sự của Nguyễn Phú Trọng
đưa cái đòi hỏi bằng cấp đưa ra. Đó là lý do đã thúc đẩy các lãnh đạo Việt Nam tìm mọi cách để sử dụng các cái bằng mà người ta nói không học hay bỏ tiền ra mua để thăng quan tiến chức. Thưa quý vị, trước khi đi vào cái nội dung bình luận hôm nay, có một tin tức đáng lưu ý, đó là trong chuyến công tác dự lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hà Giang ngày 20 tháng 8 năm 1891, ngày 20 tháng 8 năm 2021, sáng hôm nay, ngày 8 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc đã cùng đoàn công tác đã làm một công việc gây chấn động dư luận xã hội. Đó là Chủ tịch Phúc đã cùng với đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Thưa quý vị, đây là một cái động thái tương đối đặc biệt xảy ra sau khi có những tin tức bầu đoán cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 6 năm 2022. Và cái sự kiện Chủ tịch Phúc viếng thăm Nghĩa trang anh hùng liệt sĩ tại Vị Xuyên, nó là một cái vấn đề liên quan tới quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Đó là lý do tại sao tin tức của truyền thông nhà nước Việt Nam đưa ra rất dè dặt, chủ yếu là cái hình ảnh minh họa và không có những cái sự bình luận. Tất cả những cái tin tức được đưa dưới những cái dòng chú thích của các cái hình ảnh vừa kể. Theo đó, cùng đi với đoàn của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có trưởng đoàn Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, cũng như lãnh đạo một số bộ ngành cơ quan trung ương. Điều đó nó có nghĩa là chỉ riêng Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc tham dự, còn các ủy viên Bộ Chính trị khác hầu như không có mặt. Thưa quý vị, điều đó nó cho thấy những cái bình luận trước đây của chúng tôi về những cái chuyến thăm trong thời gian tới đây của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính sang Trung Quốc sẽ có những cái điểm đột ngột thay đổi. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, Nghĩa trang Vị Xuyên là nơi an nghỉ của 1.700 liệt sĩ, tức là các cái bộ đội Việt Nam anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc trong giai đoạn 1979 tới năm 1987. Và thưa quý vị, tin tức liên quan tới Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã gây những cái sự ấm lòng đối với người dân Việt Nam, đặc biệt các cái gia đình thương binh tử sĩ liên quan tới trận chiến biên giới năm 1979. Trở lại cái câu chuyện giáo dục liên quan tới cái việc Sở Giáo dục Đào tạo của hai tỉnh Thái Nguyên và Hòa Bình yêu cầu tất cả các cái trường khuyến khích các em học sinh từ lớp 2 trở lên phải trang bị mỗi em một cái cuốn học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Theo Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngoài hai cái tỉnh Hòa Bình và Thái Nguyên thì người ta không thấy có các cái tỉnh thành khác phát động một cái phong trào cho học sinh mua các cái tài liệu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Vậy mà trong các cái công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình và tỉnh Thái Nguyên, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam, đều viện dẫn ra những cái quyết định 2805, quyết định của Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 7 tháng 9 năm 2021 và trước đó là kết luận số 1 của Bộ Chính trị ngày 18 tháng 5 năm 2021 mà theo các cái sở giáo dục cho rằng buộc ngành giáo dục phải đẩy mạnh học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh. Theo Đài Tiếng Nói Việt Nam, đó là một cái cách Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh Thái Nguyên và Hòa Bình đã tự ý ép các cái gia đình học sinh phải mua sách. Tuy nhiên thưa quý vị, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam, một cái cuốn sách hỏi đáp học tập và làm theo tư tưởng đạo đức tác phong của ông Hồ Chí Minh được in với số lượng 10.000 cuốn, khổ giấy 17 x 24cm với cái độ dày với 276 trang do nhà xuất bản Đại học Quốc gia xuất bản và giá bán là 85.000 đồng cho một cuốn. Những điều vừa kể để quý vị thấy một cái sự nhồi nhét chính trị cho trẻ em, đó là những cái trẻ con kể cả học trò lớp 2, là một cái điều kỳ lạ chỉ có ở Việt Nam mà thôi. Tuy nhiên thưa quý vị, theo quan sát của giới phân tích, Đài Tiếng Nói Việt Nam không dám chỉ trích thẳng mà chỉ viết vu vơ rằng việc Sở Giáo dục Đào tạo hai tỉnh Hòa Bình và Thái Nguyên chỉ đạo các cái đơn vị trực thuộc phải mua các cái tài liệu cho giáo viên, đồng thời khuyến khích học sinh lớp 2 trở lên mua một cái cuốn sách dày gần 300 trang đã khiến cho dư luận băn khoăn. Tuy nhiên thưa quý vị, khi chúng tôi tra ở trên mạng của Bộ Giáo dục thì có tìm thấy các cái quyết định của Bộ Giáo dục ra lệnh cho các cái sở giáo dục địa phương, nhưng hoàn toàn không hề thấy quyết định số 2805
quyết định của Bộ Giáo dục ngày 7 tháng 9 năm 2021. Có lẽ trước cái áp lực của dư luận xã hội về một cái việc hết sức vô lý, liền Bộ Giáo dục đã rút cái văn bản vừa kể. Thưa quý vị, bình luận về cái câu chuyện Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với hai tỉnh, đó là Thái Nguyên và Hòa Bình, bắt buộc các cái học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 2, phải mua các cái tài liệu dày tới 300 trang. Nhà giáo Chu Mộc Long từ Quy Nhơn đã viết một status với tiêu đề hỏng từ gốc. Theo nhà giáo Chu Mộc Long, tôi thấy báo đăng và mạng xã hội xôn xao về việc một số sở giáo dục đào tạo khuyến khích phụ huynh học sinh mua những cái cuốn sách dày cộp gần 300 trang cho các cái bé lớp 2 để học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, và tôi đã khóc. Theo nhà giáo Chu Mộc Long, tôi đã từng khóc khi bộ sách Cánh Diều của giáo sư cựu đại biểu Quốc hội ông Nguyễn Minh Thiết có cả một cái hệ thống tư tưởng đạo đức Bác Hồ đối với lớp 1, tư tưởng đạo đức Bác Hồ đối với lớp 2, vân vân và vân vân, thậm chí cho đến hết các cấp lớp phổ thông. Theo đó, nếu dư luận không ở Mỹ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã không yêu cầu dừng lại, thì có lẽ người ta đã bắt buộc các cái phụ huynh phải mua hết 23 đầu sách cho trẻ em. Đó là lý do đến nay tôi, tức nhà giáo Chu Mộc Long, phải khóc to hơn. Vì chừng như những cái người làm chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục Đào tạo, họ thua keo này, họ sẽ bày keo khác, và họ bắt ép cả các cái trẻ em lớp 2 phải mua sách tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dài tới 300 trang để những đứa trẻ 6-7 tuổi đọc và tham khảo, tức là hỗ trợ phát triển cho chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục. Theo đó, một số sở giáo dục đã gọi là khuyến khích. Liệu nó có phải là cái vấn đề thử nghiệm để sau đó Bộ Giáo dục coi đó là một cái vấn đề mặc nhiên, bắt buộc phải áp dụng đại trà? Theo nhà giáo Chu Mộc Long, xin đừng có chủ mũi dư luận phản đối về sách của Bác Hồ là không yêu Bác, mà phải hiểu lời khuyên của Khổng Tử là giáo đa thành oán. Theo đó, tôi đã khóc cho lãnh tụ trước để không bị người ta chủ mũ tôi là phản động không yêu Bác Hồ. Bởi vì Bác Hồ đã dạy cho thiếu nhi chỉ có 5 điều. Thứ nhất, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Thứ hai, học tập tốt, lao động tốt. Thứ ba, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Thứ tư, giữ gìn vệ sinh thật tốt. Và thứ năm là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Theo đó, thời tôi, tức thầy giáo Chu Mộc Long, tôi học hết cấp 1 đến cấp 2. Mỗi khi vào lớp, cả lớp đứng dậy cùng đồng thanh đọc 5 điều vừa kể, cứ theo lời Bác Hồ mà làm. 5 điều nó giản dị như vậy, ai ai cũng hiểu, làm theo, và này trở thành những người lớn cũng thực hiện. Nay tôi thử hỏi, sinh viên học cả mỗi giáo trình 300 trang, họ có thuộc 5 điều Bác Hồ dạy hay không? Chắc chắn không có đứa nào nó thuộc cả. Vậy mà người ta sử dụng một cái giáo trình 300 trang để cho những cái đứa trẻ 6-7 tuổi, hay những cái giáo trình 300 trang giảng viên bắt những cái sinh viên học thuộc lòng trả bài trong kỳ thi, và kết quả là năm nào cũng phải họp kỷ luật về cái tội dở tài liệu trong phòng thi. Sinh viên thì ai cũng oán. Và điều đó chứng minh cái câu của cô Khổng Tử là giáo đa thành oán, làm cái điều chắc chắn. Đó là lý do theo nhà giáo Chu Mộc Long, tôi khóc cho lãnh tụ khi bị các cái nhà buôn sách giáo dục họ lợi dụng lãnh tụ Hồ Chí Minh để họ kinh doanh. Ở đây cụ thể là họ bán sách, trong khi Đức dạy dạy chúng ta rằng khi Phật bị man ra cúng tế bằng lễ vật, tức là một cái hiện tượng buôn thần bán thánh, đó là thời của mạt pháp. Và đó là lý do tôi phải khóc cho các cháu. Chúng nó mới lớp 2 với hàng chục đầu sách, học ngày học đêm, học tại trường chưa đủ, và bây giờ là còn ép chúng nó phải mua những cái cuốn sách dày cộp tới 300 trang về lãnh tụ. Tôi khóc cho sinh viên phải thuộc lòng 300 trang giáo trình như những cái con vẹt mà chưa chắc họ hiểu và làm theo đúng lời ông Hồ Chí Minh. Điều đó nó rõ ràng cho thấy yêu Bác như vậy thì bằng 10 hại Bác và làm hại luôn các cháu. Theo thầy giáo Chu Mộc Long, đã yêu lãnh tụ thì lãnh tụ phải ở trong tim, từ trái tim thôi thúc hành động, chứ không ở trên trang sách có giá bán bao nhiêu và ở trên đầu mua chót lưỡi. Điều này ngành giáo dục Việt Nam nên học những cái tôn giáo chân chính, khi mà người ta dạy Chúa ở trong tim hay Phật ở trong tim, phải như vậy mới hình thành tư cách đạo đức cho con người được. Một cái chân lý tối thiểu mà một cái kẻ vô học ai cũng hiểu, cái gì tính theo liều lượng thì hãy tính cho nó vừa sức, bởi vì ăn nhiều quá nó cũng sẽ bội thực,
Thuốc dù là thuốc bổ uống nhiều cũng thành thuốc độc. Đó là lý do tại sao tri thức mà người ta nhồi nhét ắt loạn não, nhẹ nhất là loạn ngôn. Đó là lý do người ta nói đa thư loạn ngôn là như vậy. Theo thầy giáo Trụ Mộng Hoàng, một cái chủ trường học hành như vậy, các nhà tuyên giáo, các quý ông, quý bà giáo sư, các vị tiến sĩ làm chương trình và sách giáo khoa, quý vị có thấy phản tác dụng hay không? Thưa quý vị, những cái điều vừa kể mà mở đầu bài nói chúng tôi nói, nó là những cái chuyện kỳ cục và nó cười ra nước mắt. Người ta lợi dụng mọi cách để moi tiền của các cái phụ huynh học sinh. Và một cái chuyện trớ trêu tại sao người ta không nghĩ bắt ép những cái đứa trẻ 6 hay 7 tuổi với một cái cân nặng của chúng nó chưa tới 20 kg. Vậy mà bắt nó ôm một cái cuốn sách nặng gần 1 kg thì các cái nhà giáo dục nghĩ gì? Đó chính là lý do chúng tôi đã nói với quý vị tại sao ở Việt Nam người ta không lựa chọn được các cái nhân sự lãnh đạo cho ngành giáo dục là những người tử tế có những cái tư duy. Mà một cái điều quan trọng, những cái lãnh đạo ngành giáo dục người ta phải sinh ra và lớn lên trong một cái môi trường giáo dục tử tế, chứ nó không thể những cái lãnh đạo giáo dục như ở Việt Nam hiện nay. Một cái hình tượng Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ, một cái kẻ nói ngọng đứng trên bục diễn thuyết đút tay vào túi quần, còn tay kia thì vung vẩy như một cái thằng xã hội đen. Và thưa quý vị, không thể gọi là một cái người đại diện cho ngành giáo dục Việt Nam. Và điều đó nó gây cho những cái người quan tâm tới sự nghiệp giáo dục ở Việt Nam cảm thấy bị hổ thẹn và xúc phạm. Và thưa quý vị, kiến thức cũng phải đi ra bằng sự học hỏi, bằng thực tiễn, chứ kiến thức không thể tạo ra bởi những cái tấm bằng giả hay các cái tấm bằng tại chức vân vân và vân vân. Đó là lý do nhiều lần tôi đã nói ở Việt Nam muốn cải cách tư pháp thì việc đầu tiên là phải loại bỏ tất cả các cái bằng luật, kể cả những cái bằng tiến sĩ, thạc sĩ hay cử nhân luật. Và tốt nghiệp đại học tại chức là không chấp nhận. Bởi thưa quý vị, chúng ta không phủ nhận cái bằng đại học tại chức, nhưng nếu bằng đại học tại chức hay đào tạo tại chức một cách nghiêm túc, bằng học lực thực sự, thầy ra thầy, trò ra trò, chứ không phải bây giờ làm tiến sĩ, thạc sĩ rồi kể cả cử nhân dưới cái hình thức tại chức, thực chất là người ta không học, người ta chỉ bỏ tiền cho thầy để rồi mua điểm. Và thưa quý vị, theo đúng thời hạn thì họ nhận được một cái bằng gọi là cử nhân hay thạc sĩ hay tiến sĩ cũng vậy. Nhưng đó là những cái bằng thật nhưng mà nó lại là giả. Nó thật bởi nó được cấp bởi nhà nước, bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng nó giả là nó cấp cho những người hoàn toàn không có kiến thức, năng lực thực sự về cái lĩnh vực mà người ta học hành. Đó là một cái điều cực kỳ nguy hiểm. Thưa quý vị, nhưng cái điều nguy hiểm hơn đó là người ta sử dụng các cái bằng giả, bằng dở để tiến thân. Và thưa quý vị, có một cái điều hết sức lạ lùng, như quý vị đã nhận thấy, công tác cán bộ dưới triều đại hơn 10 năm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu, người ta đòi hỏi đủ trò những cái bằng cấp. Mà rõ ràng thưa quý vị biết, ai cũng thừa hiểu những cái bằng cấp khai trong lý lịch cán bộ của các cái lãnh đạo cao cấp hay các nhân vật kế cận lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn có thể nói 99% là bằng dởm, bằng giả. Ví dụ như cái trường hợp bằng tiếng Anh, ai cũng tiến sĩ, ai cũng cử nhân, ai cũng thạc sĩ. Nhưng thưa quý vị, nếu kiểm tra trình độ tiếng Anh, chắc chắn nửa câu nói không được. Và những cái hệ lụy cũng như danh sách các cái lãnh đạo quê Hà Tĩnh, người ta dùng bằng dởm, bằng giả, vậy mà người ta vẫn giữ các chức vụ cao cấp ở trong đảng. Thưa quý vị, đây nó là một cái tình trạng phổ biến, không chỉ gì Hà Tĩnh. Nhưng chúng tôi hôm nay đề cập tới các lãnh đạo quê ở Hà Tĩnh là một cái phe cánh chính trị lớn ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng hàng thứ ba chỉ sau phe cánh của ông Nguyễn Phú Trọng, đó là trên địa bàn Hà Nội hay phe nhóm Nghệ An, và thứ ba đó là phe cánh Nghệ Tĩnh. Thưa quý vị, sau đại 12 người ta thống kê có 16 danh sách các ủy viên trung ương và ủy viên bộ chính trị là người gốc quê Hà Tĩnh. Thưa quý vị, chúng ta không bác bỏ hay phủ nhận cái việc miền đất Nghệ An, Hà Tĩnh là những miền đất nghèo khó nhưng nuôi dưỡng rất nhiều các cái chính trị gia nổi tiếng trong lịch sử, đặc biệt là cận đại Việt Nam cũng vậy. Tuy nhiên thưa quý vị, một cái điều hết sức bất thường tại sao sau đại 12 mà các lãnh đạo quê ở Hà Tĩnh
chiếm những cái quyền lực lớn ở trong đảng. Và một cái điều không thể bỏ qua thưa quý vị, đó là sau đời 12, người ta thấy lãnh đạo của ban tổ chức trung ương có một người tên là Nguyễn Thanh Bình, nguyên bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh. Và thưa quý vị, sau khi Nguyễn Thanh Bình là giữ chức phó ban tổ chức cán bộ trung ương, thì người ta thấy hàng loạt các cái nhân vật của Hà Tĩnh chiếm lĩnh các cái ghế quan trọng cho bộ máy đảng, chính phủ cũng như quốc hội. Thậm chí thưa quý vị, cho tới nay sau đời 13 vẫn thế. Ví dụ như cái chức vụ bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường là một cái ghế hết sức béo bở thưa quý vị, nhưng nó cũng là cái ghế để phòng ngự cho cái vụ án đầy tai tiếng liên quan tới cái nhà máy thép Formosa gây ô nhiễm biển vân Việt Nam. Và nó là lý do tại sao Trần Hồng Hà liên tục nắm giữ chức vụ bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường như vậy. Thưa quý vị, hơn nữa, bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường nó liên quan tới cái vấn đề đất đai, cấp đất cho đất, tất cả các dự án đều phải có chữ ký của Trần Hồng Hà. Đó là một chiếc ghế béo bở hơn những cái ghế nào khác. Thưa quý vị, nhưng có một cái điều quan trọng, đó là tại sao kể từ năm 2014 thì thế lực chính trị của Hà Tĩnh lại mạnh mẽ, đặc biệt sau khi người ta xây dựng khánh thành đưa cái nhà máy thép Formosa, một cái nhà máy sản xuất thép cỡ lớn được cho là của các nhà đầu tư Đài Loan, nhưng thực chất nguồn vốn rót vào nhà máy này là của Trung Cộng. Và người ta nói ban lãnh đạo Hà Tĩnh kể từ đó đã hưởng một cái khoản tài chính viện trợ từ Bắc Kinh đối với cái phe cánh chính trị như vừa kể. Và cái sự tài tiếng của nhà máy Formosa gắn liền với các cái tên Võ Kim Cự vân vân và vân vân. Thưa quý vị, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết, trường đại học Đông Đô chưa làm thủ tục cũng như chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo văn bằng 2, trong đó có ngành Anh ngữ. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019 đã cấp bằng là cho 431 người, thu lợi hơn 7,1 tỷ đồng. Vẫn theo cáo trạng, trong số 431 người được cấp bằng giả tại trường đại học Đông Đô, cơ quan an ninh điều tra đã xác định được 210 trường hợp, còn 221 trường hợp còn lại chưa xác định được nơi cư trú, nơi làm việc. Trong khi đó, thưa quý vị, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, trường đại học Đông Đô đã cung cấp một cái danh sách 2.500 người đã từng đăng ký tham dự các cái khóa học của trường đại học này, đa số là học để lấy chứng chỉ tiếng Anh. Qua điều tra, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định từ tháng 4 năm 2017 cho tới khi bị khởi tố, trường đại học Đông Đô đã ký hợp đồng tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh với 15 cơ sở, đó là ở các cái trường đại học lớn giáo dục trong cả nước. Trong số này đã có 12 cơ sở tuyển sinh với danh sách 3.500 học viên. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố một danh sách 16 trường đại học được phép cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Các trường đại học đó là Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế, Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên, Đại học Cần Thơ, Đại học Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Vinh, Học viện An ninh Nhân dân, Đại học Sài Gòn, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, vụ án này được khởi tố từ năm 2020. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí ngày 17 tháng 12 năm 2021, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã ký một cái quyết định trả lại hồ sơ, yêu cầu điều tra danh sách những người sử dụng băng giả tại Đại học Đông Đô để báo cáo cho Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tuy nhiên, thưa quý vị, cho đến nay, truyền thông nhà nước không đưa tin. Thậm chí người ta nói đó là những cái vấn đề bí mật. Trong khi đó, thưa quý vị, ông Nguyễn Xuân Phúc trong năm 2020 với tư cách là Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu phải làm rõ kể cả việc truy bắt đối với hiệu trưởng trường đại học Đông Đô, ông Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường đại học này, đồng thời vẫn theo Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải làm rõ những đơn vị, những cá nhân là các cái lãnh đạo
tham gia học tập và mua bằng giả tại Đại học Đông Đô. Như quý vị đã biết, kết quả điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã xác định Trường Đại học Đông Đô đã cấp 193 bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh giả cho các cá nhân. Các cá nhân nhận bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh hoàn toàn chưa đủ điều kiện cấp bằng, thậm chí người ta không thông qua tuyển sinh và đào tạo. Đặc biệt trong số này có 55 người đã sử dụng bằng giả để xét tuyển nghiên cứu sinh, thậm chí bảo vệ các cái luận án tiến sĩ. Một số trường hợp làm điều kiện để bảo vệ thạc sĩ, một số trường hợp thi nâng ngạch thanh tra viên, một số trường hợp sử dụng để xét tuyển thạc sĩ cũng như tham gia các chức vụ lãnh đạo từ địa phương tới trung ương. Một cái điều đáng chú ý thưa quý vị đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giai đoạn đó đã yêu cầu Bộ Công an cần phải khẩn trương điều tra xác minh, thu hồi các cái văn bản giả cho Trường Đại học Đông Đô cung cấp, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong quý 1 năm 2021. Thưa quý vị, nhưng cuối cùng kết quả thì như quý vị đã biết, tất cả là con số 0. Thậm chí có những ý kiến vấn đề đó có ảnh hưởng tới một số lãnh đạo đã được cất nhắc bổ nhiệm sau đợi 13. Thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, điều đó cho thấy ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có một số người, người ta muốn chìm xuồng, thậm chí người ta muốn rằng danh sách những người mua bằng giả của Trường Đại học Đông Đô phải đưa được vào một cái danh mục bí mật quốc gia, cấm tiết lộ. Như quý vị đã biết, vụ việc Trường Đại học Đông Đô bán các chứng chỉ giả đã bị phát hiện ngày 2 tháng 8 năm 2019, tức là cho đến nay đã hơn 2 năm. Tuy nhiên phải tới tháng 7 năm 2021 thì cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mới được công bố. Tại sao lại cái thời gian dài như vậy, gần 2 năm mới công bố được cái cáo trạng? Điều mà người ta nói có thể làm trong chóng vánh khoảng 2 tuần hay 1 tháng. Thưa quý vị, lý do đó là nếu quý vị hiểu, Trường Đại học Đông Đô đã cấp ra 429 chứng chỉ giả và 2 giấy chứng nhận giả. Và việc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khẳng định trong cáo trạng đa số là những người mua bằng là các cán bộ công chức. Điều đó nó cho thấy rõ ràng những người mua bằng này chỉ vì mục đích duy nhất để tiến thân. Quan trọng hơn thưa quý vị, có tới 67 người dùng bằng giả để làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Và cái điều đó nó xảy ra trước đợi 13. Đó là điều người ta nói rất nhiều. Những cái tân lãnh đạo đang ngồi trên đống lửa, lòng dạ không yên. Tuy nhiên thưa quý vị, có một sự bào chè rõ rệt. Bởi vì người ta nói, việc xác định danh sách những cái nhân sự sử dụng các chứng chỉ giả của Đại học Đông Đô hay các cái trường đại học khác cũng vậy, nó là một cái vấn đề không có gì dễ hơn như vậy. Vậy mà thưa quý vị, truyền thông nhà nước đưa tin không xác định được nơi công tác của nhiều người dùng bằng giả ở Đại học Đông Đô. Theo báo Việt Nam Net, có 221 trường hợp được cấp văn bằng giả của Trường Đại học Đông Đô đã xác định được họ, tên, tuổi, nhưng không xác định được nơi cư trú, đơn vị công tác hiện nay. Thưa quý vị, một cái điều hoàn toàn trái khoái, nghĩa là có tên, tuổi, địa chỉ, nhưng lại vin vào cớ là không xác định được địa chỉ cư trú, nên không xác định được danh tính. Đó là một cái hành động có chủ ý từ nhiều cấp và chắc chắn phải có một sự chỉ đạo từ cao cấp. Thưa quý vị, nếu quý vị biết rằng cái vấn nạn sử dụng bằng giả ở Việt Nam hiện nay nó là cái vấn đề phổ biến và trầm trọng. Thậm chí cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Phùng Xuân Nhạ đã từng bị giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, một người phá gốc Việt, tố cáo đạo văn trong luận án của chính giáo sư Nguyễn Tiến Dũng. Và đó là lý do tại sao báo Người Lao Động ngày 26 tháng 2 năm 2018 đã có một cái bài viết nói thẳng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nên lên tiếng. Thì thưa quý vị, rất tiếc bài báo đó chỉ tồn tại 2 tiếng đồng hồ, sau đó lập tức bị gỡ xuống. Rồi những cái tin tức thưa quý vị, vào năm 2014, Phó Giáo sư Đàm Khải Hoàn của Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên cũng thừa nhận đã chạy bằng tiến sĩ y khoa với giá 200 triệu đồng. Thưa quý vị, kể ra những cái việc quan chức Việt Nam sử dụng các cái bằng giả, bằng giỏ, bằng tiền mua thì không thể kể xiết. Ví dụ trường hợp mới nhất, một cái nhân sự quan trọng của Đại hội 13
đó là Bí thư Đắk Lắk của Bùi Văn Cường, này là chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Thậm chí báo Môi trường và Xã hội ngày 25 tháng 9 năm 2020, vào cái thời gian trước Đại hội 13, đã có một cái bài viết Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường bị tố đạo luận án tiến sĩ gian dối học phẫu thuật để trèo cao với cái mục đích được cho là không trọng sáng. Theo đó, luận án của tiến sĩ Bùi Văn Cường trong lúc ở trường Đại học Hoàng Hải có 3 chương trình nghiên cứu. Lý thuyết thì ông Bùi Văn Cường đã sao chép 70% các cái công trình của người khác đã xuất bản ở trước đó. Thưa quý vị, những trường hợp sử dụng bằng giờ bằng giả đối với lãnh đạo Việt Nam không phải là cái trường hợp cá biệt, mà phải nói nó là một cái trường hợp phổ biến. Ví dụ như Bí thư Huyện ủy Hàm Tân Bình Thuận trước đây đã kiện báo chí nhà nước vì nói rằng ông này sai bằng giả, mà theo vị bí thư này cho biết bằng của ông là con dấu thật, phôi bằng thật, chữ ký là thật, chỉ có ông không học mà ông có. Vì vậy nói tấm bằng của ông là bằng giả là hoàn toàn sai. Thưa quý vị, trên mạng xã hội, nhân cái dịp liên quan tới cái vụ án tai tiếng ở trường Đại học Đông Đô, thì có một Facebooker đã than thở: theo tôi biết, hầu hết các đại biểu Quốc hội hiện nay người ta sử dụng bằng giả bằng giỏm, toàn những chức danh giáo sư tiến sĩ với những học hàm học vị giả. Rồi tôi còn biết rất nhiều bác sĩ của chúng ta hiện nay cũng dùng bằng giả, bởi vì ở xã hội Việt Nam hiện nay cái gì cũng có thể giả được hết. Thậm chí các cái nhân viên y tế sử dụng bằng giả là một cái điều rất phổ biến. Theo báo Thanh Niên, với một cái tựa đề nhiều nhân viên y tế dùng bằng giả, bản tin cung cấp thông tin cho rằng chính quyền tỉnh Quảng Bình đã phát giác nhiều người đã công tác trong lĩnh vực y tế của tỉnh này đã sử dụng bằng giả. Thậm chí còn cho rằng hầu hết các trường hợp này đều được tuyển dụng vào các cái vị trí liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Thưa quý vị, điều gì xảy ra trong cái đại dịch Covid-19 hiện nay mà cái trường hợp các bác sĩ, thậm chí các nhân viên y tế là những người sử dụng văn bằng giả để ngồi vào các cái vị trí đảm bảo tính mệnh cho người Việt? Một cái điều đáng nói đó là những cái người được cho là họ phải lương y như từ mẫu, vậy mà tại sao lại để những lương y như từ mẫu lại sử dụng bằng giả để chữa bệnh cho người? Xong, thưa quý vị, cái vấn nạn bằng giả để tìm những cái chỗ việc làm trong hệ thống công chức nhà nước, nó là những cái điều lẽ ra phải xử lý về pháp luật. Nhưng vấn đề quan trọng hơn theo chúng tôi đó là cái vấn đề tuyển dụng. Tại sao những người đó người ta sử dụng bằng giả mà công tác nhân sự lại không phát hiện được ra? Và thử hỏi tại sao những nhân viên y tế dùng bằng giả như vậy mà lại cho phép họ hoạt động ở trong ngành y tế? Phải truy ra ai đã chấp bút ký quyết định cho họ? Hay phải chăng cách làm của Sở Y tế Quảng Bình nó chỉ là cá biệt, hay nó là một cái vấn đề đại trà trong việc quản lý cán bộ y tế hiện nay? Và đó là lý do người ta đặt câu hỏi lãnh đạo Sở Y tế Quảng Bình nghĩ gì về mạng sống của con người, họ có nghĩ gì về lương tâm của người thầy thuốc hay không? Tại sao những người làm công tác nhân sự lại không biết hay không có khả năng để phân biệt đâu là người thật bằng thật, đâu là người giả bằng giả? Và những người sở hữu những cái tấm bằng giả đó, họ thực chất có năng lực của một nhân viên y tế hay không? Và thưa quý vị, chắc chắn quý vị biết mạng người nếu trao cho những cái con người khoác áo bác sĩ, y tá hay các nhân viên y tế mà họ mang bằng giả thì chắc chắn người ta sẽ tiễn các cái bệnh nhân về cõi âm chắc chắn sẽ nhanh hơn. Thưa quý vị, tại sao chúng tôi lại dẫn ra một cái vấn đề liên quan tới vấn đề y tế? Bởi vì cái vấn đề y tế là một cái vấn đề nó quan trọng, nó liên quan tới sự sống của mỗi bệnh nhân. Vậy mà người ta còn coi thường như vậy, thì ở các lĩnh vực khác cái chuyện đó xảy ra là một cái chuyện phổ biến, là đương nhiên. Thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, một cái điều kỳ lạ là công tác lựa chọn nhân sự của Nguyễn Phú Trọng luôn luôn đưa ra các cái tiêu chí, các cái tiêu chuẩn yêu cầu phải có nhiều bằng cấp để bổ nhiệm. Trong khi, thưa quý vị, những người mang trên mình đầy những cái bằng cấp, đầy các cái danh hiệu học hàm học vị, nhưng chỉ có một việc đơn giản là kiểm tra hay thẩm tra năng lực của họ là có thể rõ ràng.
là người ta có thực sự xứng đáng với những cái tấm bằng mà người ta khai hay không thì không ai quan tâm để làm. Và tình trạng này, thưa quý vị, nếu nhìn sang lĩnh vực giáo dục thì nó còn trầm trọng hơn. Ví dụ như truyền thông nhà nước đưa tin có hơn 280 cán bộ giáo viên ở Sóc Trăng xài bằng giả, thậm chí ngay cả các cái bằng phổ cập giáo dục bổ túc văn hóa họ cũng dùng hàng giả. Theo VN Express cho biết, sau hơn một năm kiểm tra bằng cấp, tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện có 284 cán bộ sử dụng bằng cấp không hợp lệ, trong đó có 107 viên chức do ngành giáo dục quản lý. Và trên địa bàn toàn tỉnh Sóc Trăng có đến 284 cán bộ sử dụng bằng giả. Thưa quý vị, tại sao chất lượng đạo đức ở Việt Nam nó xuống cấp nghiêm trọng như vậy? Câu trả lời là cái hiện tượng như tỉnh Sóc Trăng như quý vị vừa thấy, nó là nguồn cơn của tất cả. Thưa quý vị, thậm chí người ta thắc mắc không hiểu tại sao các cái quan chức Việt Nam người ta chui sâu leo cao đến tận chức danh thứ trưởng, như trường hợp ông Nguyễn Văn Ngọc, phó bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương trước đây, có một cái bằng tiến sĩ mà có được chỉ trong vòng 6 tháng. Và điều này đã được nhà báo Mai Thanh Hải của báo Thanh Niên chỉ ra trong một cái bài viết Tân Thứ trưởng bằng giờ trường giả. Theo nhà báo Mai Thanh Hải đã chỉ ra những điều phi lý trong cái tấm bằng tiến sĩ của ông Nguyễn Văn Ngọc Tân, phó bí thư đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp trung ương trước đây. Theo đó, những điều phi lý trong bằng tiến sĩ 6 tháng của ông Tân Thứ trưởng này. Theo đó, thông tin về cái trường đào tạo tiến sĩ mà tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc được cấp bằng tiến sĩ là một trường giả. Thưa quý vị, cái hiện tượng đó trước kia thì nó lại ít, chứ còn bây giờ, thưa quý vị, tất cả các quan chức Việt Nam, đặc biệt các quan chức cao cấp từ ủy viên trung ương hay đại biểu quốc hội trở lên, tôi đảm bảo với quý vị 100% trong số họ, trong tất cả các cái văn bản mà người ta kê khai trong lý lịch, trong hồ sơ giáo dục của họ, chắc chắn phải có rất nhiều những cái tấm chứng nhận giả. Do đó, thưa quý vị, những cái tiết báo như dùng bằng giả vẫn làm chủ tịch xã, hay có bằng tốt nghiệp đại học rồi mới thi lấy bằng phổ thông trung học, vân vân và vân vân, nó là những cái vấn nạn để quý vị thấy rằng nó hết sức trầm trọng như hiện nay. Thưa quý vị, nhưng có một cái điều đặc biệt là khi phát hiện được ra thì người ta lại lấp liếm bao che. Ví dụ như trường đại học Đông Đô là một cái vấn đề ví dụ tại sao không công bố danh sách 55 những người đang sử dụng bằng giả, đang phục vụ trong bộ máy nhà nước hiện nay. Mà thậm chí đại tá công an ông Nguyễn Như Phong, phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân, cách đây gần một năm đã từng công bố: một tuần nữa tôi sẽ công bố danh sách 55 người đã bỏ tiền ra mua bằng giả tại trường đại học Đông Đô. Thưa quý vị, ngay sau đó nhà báo Nguyễn Như Phong đã tiết lộ cho những người thân cận có những chỉ thị nói rằng tuyệt đối không được tiết lộ, vì người ta biết đại tá Nguyễn Như Phong có một cái danh sách đó, trong đó rất nhiều nhân sự được dự kiến đưa vào danh sách nhân sự lãnh đạo cũng như cán bộ nguồn của đại hội 13 và các cái đại hội trong tương lai. Thậm chí theo đại tá Nguyễn Như Phong, có những cái chủ trương ở trong đảng cho biết danh sách những cái người mua bằng tại đại học Đông Đô cần phải đưa vào cái hồ sơ được cho là bí mật, tuyệt đối không được công bố. Một cái nguyên nhân duy nhất như quý vị đã biết, đó là một khi danh sách những người mua bằng giả được đưa vào cái hồ sơ tuyệt mật do nhà nước quản lý thì các đồng chí ấy mới không sợ bị lộ, và những người sử dụng bằng giả vẫn tiếp tục sử dụng các tấm bằng giả đó để họ có thể thăng tiến làm tiến sĩ rồi có các cái chức vụ cao cấp hơn. Và đó là lý do người ta đặt câu hỏi điều phát biểu của ông Vương Đình Huệ mới đây trong phiên khai mạc đại biểu quốc hội khóa 15. Ông Vương Đình Huệ cho rằng 499 đại biểu quốc hội là những kho tàng kiến thức vô giá. Thì thưa quý vị, người ta lại hỏi ông Vương Đình Huệ rằng ông trong cương vị chủ tịch quốc hội, ông đã kiểm tra trình độ năng lực của các đại biểu quốc hội hay chưa, họ có thực sự xứng đáng với những cái tấm bằng họ khai với ông hay không, hay là trong 499 đại biểu quốc hội khóa mới có bao nhiêu người sử dụng các cái tấm bằng đại học Đông Đô giả mà lọt được vào. Thưa quý vị, những cái vấn đề liên quan tắc
vấn đề bằng cấp giả trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam hiện nay là một cái vấn đề hết sức phổ biến. Thậm chí có cái tài liệu cho thấy ông Đinh La Thăng lúc còn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam thay cho bị án Dương Chí Dũng. Thưa quý vị, được biết ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, là một người có bằng tiến sĩ, nhưng người ta xác minh khi thấy theo hồ sơ lưu tại ban tổ chức tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng như vụ tổ chức cán bộ của Bộ Giao thông Vận tải, thì Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh trước đây ông Nguyễn Nhật, một người được cho là có bằng thạc sĩ của một cái đại học quốc tế Nam Thái Bình Dương, rồi một cái bằng tiến sĩ đại học cũng ở trường đại học này, và hai cái tên các cái trường đại học vừa kể nó quá quen thuộc đối với những người chuyên tìm kiếm đối với các cái bằng tiến sĩ hay bằng tốt nghiệp đại học giả ở ngoại quốc, mà cụ thể là người ta không cần học, đóng một khoản tiền trong vòng thời gian 6 tháng sẽ được một cái bằng tiến sĩ thật là đẹp. Thưa quý vị, thậm chí cái trường hợp ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, được bổ nhiệm một cái chức vụ lãnh đạo ở Bộ Giao thông Vận tải đã bị truyền thông nhà nước phanh phui nhiều năm qua, song tất cả nó vẫn chìm xuồng. Thưa quý vị, được biết ông Nguyễn Nhật sinh năm 1961, quê ở Hà Tĩnh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, đại biểu Quốc hội khóa 12, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Sau đó đến năm 2010, ông Nguyễn Nhật được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị, lần theo cái dấu vết thì người ta biết ông Đinh La Thăng qua một cái mối làm ăn cũ của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công. Khi ông Nguyễn Văn Công làm giám đốc công ty xuất khẩu lao động của Bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Văn Công là người giúp đỡ cho Võ Kim Cự và Nguyễn Nhật thăng tiến. Thưa quý vị, nói về cái quy trình bổ nhiệm cán bộ của Bộ Giao thông Vận tải, để quý vị biết tại sao nó lại có những cái sự lỗ hổng như vậy. Thứ nhất, Bộ trưởng cho chủ trì một bổ nhiệm, sau đó tờ trình của vụ tổ chức cán bộ đề nghị bổ nhiệm, sau đó người ta phải thành lập một cái hội đồng do vụ tổ chức cán bộ chủ trì để xem xét tiếp nhận yêu cầu thẩm định việc bổ nhiệm có cần thiết và đúng quy định hay không. Sau đó phải đưa ra một cái hội nghị do Bộ trưởng chủ trì để thống nhất ý kiến, và cuối cùng quyết định bổ nhiệm do vụ tổ chức cán bộ dự thảo được Bộ trưởng ký. Cái quy trình là như vậy. Thưa quý vị, tại sao một người có tiến sĩ giỏi như ông Nguyễn Nhật, trình độ tiếng Anh thuộc dạng một chữ bẻ đôi không biết, vậy mà người ta không hiểu bằng cách nào mà ông Nguyễn Nhật lại nghiên cứu và bảo vệ được một đề tài bằng tiếng Anh? Mà đề tài đó là gì, bây giờ hỏi ông Nguyễn Nhật cũng quên, không nhớ. Như quý vị đã biết, thời gian đào tạo một cái tiến sĩ thông thường khoảng 3-4 năm. Vậy mà ông Nguyễn Nhật lại làm hoàn thành một cái bằng tiến sĩ bằng cách học online, tức là học từ xa, trong vòng 6 tháng. Trong khi đó, thưa quý vị, theo quy định của nhà nước Việt Nam, thưa quý vị, đối với những cái bằng chứng, chứng chỉ do nước ngoài cung cấp, thì trách nhiệm của Cục Thảo ký và Kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, họ có trách nhiệm phải thẩm định xác minh các cái văn bản đó là thật hay giả và có đảm bảo các tiêu chuẩn hay không. Đó là lý do người ta hỏi. Cục Khảo thí trả lời sao trong cái bước thẩm định bổ nhiệm tiến sĩ Nguyễn Nhật? Hơn thế nữa, người ta hỏi vụ tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với Bộ Giáo dục Đào tạo hay chưa? Ai cho phép Bộ Giao thông Vận tải chấp nhận đào tạo một cái tiến sĩ từ xa 6 tháng mà tiến sĩ đó không có một chữ tiếng Anh? Thưa quý vị, cái trường hợp tiến sĩ Cục trưởng Nguyễn Nhật nó không phải là một trường hợp đơn lẻ. Như quý vị đã biết, tiến sĩ Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Văn Ngọc mà chúng tôi kể ở trên cũng lấy một cái bằng tiến sĩ Đại học Nam Thái Bình Dương, tức là cùng một cái địa chỉ như Nguyễn Nhật, cũng trong một cái thời gian 6 tháng. Mà về sau, ông Nguyễn Văn Ngọc khai đã sử dụng số tiền 17.000 đô để mua chiếc bằng đó.
Đó là lý do Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra kết luận xác minh vụ việc và kết luận bằng tiến sĩ của các cái ông vừa có tên vừa kể không có giá trị sử dụng trong nước. Và thưa quý vị, hình thức xử lý kỷ luật là rút kinh nghiệm sâu sắc. Vậy là sau đó, thưa quý vị, tại Đại hội tỉnh Yên Bái khóa 17, nhiệm kỳ 2010-2015, ông Nguyễn Văn Ngọc đã mất chức Phó Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, nhưng mà được Trung ương điều về giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp Trung ương. Đó là những dẫn chứng để quý vị thấy. Bây giờ trở về một cái nội dung có lẽ quý vị quan tâm. Đó là danh sách 10 quan chức ở Hà Tĩnh dùng bằng dỏm, bằng giả, bằng không có chất lượng để thăng tiến. Và thưa quý vị, sau đây là danh sách 10 quan chức cao cấp ở Hà Tĩnh, là những người giữ các chức vụ quan trọng ở trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó có những người đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác. Người thứ nhất đó là tiến sĩ Đặng Duy Báu, bí thư tỉnh ủy, này đã nghỉ hưu, đã sử dụng một cái bằng tiến sĩ hữu nghị do nhà nước Liên Xô trước đây, với một cái đề tài nghiên cứu là mô hình chi bộ cơ sở đảng ở thôn xóm Việt Nam. Những người ở Hà Tĩnh cho biết lúc còn đương chức, ông Đặng Duy Báu đã chỉ thị cho cơ quan tuyên giáo của tỉnh Hà Tĩnh, mỗi khi nhắc tới tên bí thư tỉnh ủy Đặng Duy Báu thì bắt buộc phải gắn chữ tiến sĩ đứng trước tên. Một cái nhân vật thứ hai quen tên biết mặt đó là tiến sĩ Trần Đình Đàn, nguyên chủ tịch bí thư tỉnh Hà Tĩnh và từng trải qua chức vụ chủ nhiệm văn phòng quốc hội, với một cái đề tài tiến sĩ kinh tế huy động nguồn vốn để xóa nhà tranh tre nứa lá bằng phương thức tất cả các cán bộ công chức ở trong tỉnh phải mua ít nhất mỗi người 10 vé số với giá cắt cổ để xây dựng quỹ. Và dư luận Hà Tĩnh thời đó người ta nói kết quả nhà lá thì không được xóa, nhưng Trần Đình Đàn thì được thăng tiến nhờ bằng tiến sĩ. Từ cái chức vụ giám đốc công ty xổ số Hà Tĩnh, ông Trần Đình Đàn được thăng lên chức phó giám đốc sở tài chính, rồi lần lượt thăng tiến những chức vụ cao cấp hơn. Nhân vật thứ ba, thưa quý vị, đó là thạc sĩ Võ Kim Cự, cựu chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, có một cái bằng thạc sĩ kinh tế Đại học Dòm Tây Thái Bình Dương, như ông Nguyễn Nhật hay ông Nguyễn Văn Vượng như vừa kể. Và thưa quý vị, Võ Kim Cự trong cái thời gian làm bí thư Hà Tĩnh cũng như chủ tịch tỉnh là kẻ đầu têu bày trò ra cái nhà máy thép Formosa. Nhân vật thứ tư, lãnh đạo của tỉnh Hà Tĩnh cũng như người gốc tỉnh Hà Tĩnh sử dụng bằng giả, đó là ông Nguyễn Nhật, phó chủ tịch tỉnh. Nhân vật thứ năm đó là Nguyễn Xuân Tình, chủ tịch hội làm vườn, có một bằng thạc sĩ và một bằng tiến sĩ của các cái trường đại học dòm, đó là các trường đại học Columbia. Nhân vật thứ sáu là Nguyễn Hồng Lĩnh, phó văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiến sĩ Đại học Nam Thái Bình Dương. Thạc sĩ Nguyễn Thiện, phó chủ tịch tỉnh, cũng sử dụng bằng thạc sĩ Đại học dòm. Ngoài trước đó, ông Nguyễn Thiện chỉ là một giáo viên dạy môn thể dục ở trường cấp 2 ở huyện Hồng Lĩnh, mà cuối cùng thưa quý vị thăng tiến lên chức phó chủ tịch tỉnh. Nhân vật thứ 8 đó là ông Hà Văn Thạch, thạc sĩ, nguyên phó chủ tịch tỉnh, đương kim trưởng ban kiểm tra đảng của tỉnh ủy Hà Tĩnh, cũng một cái bằng tốt nghiệp thạc sĩ của Đại học Dòm. Trong khi đó ai cũng biết ông Hà Văn Thạch thực chất chỉ là một giáo viên cấp 2 dạy môn sinh vật. Thưa quý vị, một người mà hẳn quý vị còn nhớ tên đó là thạc sĩ Đặng Quốc Khánh, con của ông Đặng Duy Báu dùng bằng giờ, thì đến đời con mà ông Đặng Duy Báu hiện nay đang là bí thư Hà Giang, đang ngấp nghé những cái ghế quyền lực cao hơn ở trong đảng. Nhân vật thứ 10 đó là thạc sĩ Trần Nhật Tân, con trai của thạc sĩ tiến sĩ Trần Đình Đàn. Thưa quý vị, có một cái điều đáng nói đó là ông Trần Nhật Tân, con trai của ông Trần Đình Đàn, đi Nhật Bản để chữa bệnh, nhưng về lại khai là đi học thạc sĩ về công nghệ thông tin. Lúc đó ông Trần Đình Đàn trong cương vị bí thư Đà Nẵng đã bố trí cho con trai mình một người sử dụng một cái bằng giả làm phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Việt Đức tại Hà Tĩnh. Xong cái điều này đã vì phía đối tác Đức người ta phản đối dữ dội. Và đó là lý do ông Trần Đình Đàn trong cương vị bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh đã bố trí con trai
Ông Trần Nhật Tân về giữ chức phó chủ tịch huyện Lộc Hà. Và sau đó, ông Trần Nhật Tân đã giữ chức giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh. Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị quan tâm trong cái danh sách những cái nhân vật lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Quý vị muốn biết ông Võ Kim Cự đã sử dụng bằng giả như thế nào? Trong một cái bài viết của tác giả Nguyễn Tiến Dũng cho biết, trước đây, người dân ở Hà Tĩnh người ta bàn rất nhiều về hai cựu lãnh đạo của tỉnh Hà Tĩnh, đó là ông chủ tịch và ông phó chủ tịch sau này giữ các chức vụ quan trọng hơn. Hai nhân vật này có rất nhiều điểm chung, một là đều xuất phát từ Tổng Công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh, hai là hai ông vừa kể đều có học vị tiến sĩ, thạc sĩ từ các trường đại học giỏm của Hoa Kỳ. Cụ thể, ông Võ Kim Cự xuất thân từ một cán bộ phong trào đoàn của xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên. Ông Võ Kim Cự được biết chưa học hết cấp 3, nhưng sau đó đã có bằng bổ túc công nông. Và khi lên làm đoàn xã rồi đến bí thư đoàn huyện ở huyện Cẩm Xuyên, ông Võ Kim Cự đã từng bị kỷ luật vì làm cho một cô giáo trường mầm non có bầu vào năm 1991, sau khi Hà Tĩnh tách ra khỏi Nghệ Tĩnh. Hà Tĩnh lập tức lập thành lập một cái công ty khai thác titan liên kết với Australia, có tên là Công ty Khai thác Khoáng sản Hà Tĩnh. Nó là tiền thân của Tổng Công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh bây giờ. Được biết trong thời gian đó, ông Võ Kim Cự theo học một cái lớp đại học tài chức luật được tổ chức cấp tốc trong thời gian 1995 tới 1997. Tức là người ta đưa giảng viên về địa phương giảng dạy. Được biết khi đó, ông Võ Kim Cự vốn là một lãnh đạo nên được cử là lớp trưởng, với cái trách nhiệm duy nhất là tổ chức đưa đón các thầy giáo ở Hà Nội về để bố trí nơi ăn nơi ngờ cho các thầy cô về dạy cái khóa đại học tài chức này. Đó là lý do tại sao khi tốt nghiệp, ông Võ Kim Cự được đánh giá là tốt nghiệp loại xuất sắc. Và rất nhiều người thắc mắc thì chỉ có một thầy giáo trong cái đoàn cán bộ giảng dạy của trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, bởi vì chúng tôi nhờ có anh Võ Kim Cự giúp đỡ trong khi đi dạy ở đây nên buộc chúng tôi phải cho anh điểm cao để trả ơn, làm cái điều dễ hiểu. Thưa quý vị, sau khi có cái bằng đại học tài chức cấp tốc đó, Võ Kim Cự lên giám đốc rồi công ty chuyển thành tổng công ty. Đó là lý do Võ Kim Cự trở thành tổng giám đốc Công ty Khai thác Khoáng sản tỉnh Hà Tĩnh. Và bằng tiền bạc, sau vài năm, Võ Kim Cự đã chạy lên chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Thưa quý vị, có một cái điều nghịch lý. Trong thời gian ông Cự làm tổng giám đốc công ty Michaco, tức cái công ty khai thác khoáng sản Hà Tĩnh, thì người ta thấy ông Võ Kim Cự vẽ ra rất nhiều dự án nhưng toàn lỗ lã, không thu lại được gì. Và tất cả các dự án do Võ Kim Cự vẽ ra đều được bán dần để trả nợ, mà người ta cho là những cái lỗ lã đó thực tế không có, mà Võ Kim Cự biến hóa để lấy tiền chạy chức phó chủ tịch tỉnh. Được biết trong thời gian làm phó chủ tịch tỉnh, Võ Kim Cự có học một cái thạc sĩ MBA theo chương trình liên kết với một cái trường đại học Western Pacific University. Đó là một cái tên trường trong danh sách mà nhà nước công bố là những cái trường giả, cấp bằng giả. Vậy mà thưa quý vị, ông Võ Kim Cự lại là sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của cái khóa học đó, mà khóa học này là một cái khóa học online. Và cái nhân vật thứ hai đó là ông Nguyễn Nhật, phó chủ tịch tỉnh và sau đó được bổ nhiệm vào cái chức vụ lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải như chúng tôi đã nói ở phần trên. Nhưng có một cái vấn đề là người dân Hà Tĩnh người ta thắc mắc, không hiểu ông Võ Kim Cự với ông Nguyễn Nhật đi học khi mồ mà lại có bằng thạc sĩ với tiến sĩ kinh tế màu rửa. Rồi người ta biết ông Nguyễn Nhật cũng bỏ ra một món kha khá để chạy, để có chức đại biểu Quốc hội. Sau khi ông Nguyễn Nhật muốn người sử dụng bằng giả lọt được vào Quốc hội thì được ông Trần Đình Đàn tạo cho một cái chức vụ ủy viên ban kinh tế Quốc hội. Rồi người ta lại thấy Nguyễn Nhật có một cái chức danh ở trong các visit, đó là tiến sĩ kinh tế Nguyễn Nhật.
Thưa quý vị, dư luận xã hội hết sức phản ứng những cái vấn đề này. Thậm chí những cái nhà trí thức hay các cái lãnh đạo cao cấp của Bộ Giáo dục đã nghỉ hưu đã có rất nhiều ý kiến gửi tới ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu cần phải xem xét xử lý. Bởi vì theo giáo sư viện sĩ Phạm Minh Hằng, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói trong đơn gửi cho Nguyễn Phú Trọng, nếu cán bộ chất lượng như thế thì liệu người ta quản được ai, người ta nói thì ai nghe. Trong thư gửi cho Nguyễn Phú Trọng, giáo sư viện sĩ Phạm Minh Hằng đã nêu rõ nhà nước không yêu cầu công chức viên chức phải có học hàm học vị mới được làm lãnh đạo. Những chuyện xính bằng cấp trong xã hội dẫn đến động cơ đổi tiền bạc lấy học hàm học vị để rồi kiếm trác cái địa vị chức tước đã mặc định trong nhiều năm nay trong xã hội, và đặc biệt nó xuất hiện dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Theo giáo sư viện sĩ Phạm Minh Hằng, tôi rất buồn về cái chuyện cán bộ chỉ chốt của các địa phương hay các cơ quan của nhà nước lại đổi tiền, mà tiền ở đây là tiền của nhà nước, để lấy những tấm bằng của những ngôi trường không ai xác định rõ danh tính của nó là thế nào. Cán bộ đảng viên mà làm như thế thì liệu người ta quản lý được ai, người ta sẽ nói ai nghe. Điều đó thậm chí nó ảnh hưởng tới thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt nó ảnh hưởng tới cái việc giáo dục đào tạo thế hệ trẻ. Để xảy ra tình trạng trên, trách nhiệm phải thuộc về Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như người chịu trách nhiệm quản lý Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lẽ ra Bộ Giáo dục Đào tạo phải trực tiếp đứng ra để giải quyết những cái tồn tại vừa kể. Họ cần phải rà soát lại chất lượng bằng cấp để đánh giá công bằng, xem ai là người học thật, ai là người học giả. Theo giáo sư Phạm Minh Hằng, điều đó hoàn toàn dễ dàng. Bởi vì trước đây, dưới thời tôi làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2001 tới năm 2004, Bộ Giáo dục Đào tạo khi đó đã tiến hành rà soát trên cả nước. Thời đó chúng tôi đã phát hiện được 10.000 trường hợp quan chức có bằng cấp giả. Thưa quý vị, ở đây là cái thời kỳ đầu những năm 2000, tức là cách đây khoảng 20 năm, mà Bộ Giáo dục Đào tạo khi đó kiểm tra phát hiện 10.000 trường hợp quan chức có bằng cấp giả. Vậy mà thưa quý vị, theo giáo sư Phạm Minh Hằng, không hiểu tại sao cái vấn đề đó chưa được công bố rộng rãi, đặc biệt gần đây có cái trường hợp của Đại học Đông Đô đơn giản như vậy, tại sao phải giấu báo chí, giấu dư luận xã hội? Và chắc chắn với cái cách làm việc như vậy, nó mới xuất hiện tình trạng quan chức bỏ tiền ra mua sắm bằng giả để trình cơ quan, để rồi được bổ nhiệm, thăng tiến, có những cái chức tiếp quan trọng, hái ra ra tiền. Trong khi đó, thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Dòng, nguyên trưởng ban khoa giáo Trung ương, đã nhận xét về cái trường hợp mua bằng cấp ở Việt Nam và cho rằng những cái điều đó, sử dụng tiền mua các cái bằng cấp giả, nó làm ô danh cho nhà khoa học chân chính. Theo giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Dòng, câu chuyện các cơ quan chức trong bộ máy nhà nước, đặc biệt các cơ quan chức lãnh đạo của Đảng, nhà nước, chính phủ cũng như quốc hội, người ta có tấm bằng tiến sĩ chỉ trong vòng 6 tháng. Điều đó đã gây bức xúc cho tất cả dư luận xã hội. Theo tiến sĩ Phạm Tất Dòng, đây không phải là một trường hợp đầu tiên, mà nếu kiểm chứng sẽ có vô vàn các cái trường hợp tương tự. Ông Phạm Tất Dòng khẳng định, tôi quả quyết tại nhiều cơ quan của chính quyền địa phương, kể cả trung ương hiện nay, có tới hàng vạn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Họ được đào tạo theo đơn đặt hàng, để khi cầm tấm bằng ở trên tay, họ vẫn không viết được một cái câu văn bản rõ ràng. Và đó là lý do tại sao trong các buổi họp quốc hội, những phát biểu đề của quốc hội thường mang tính hài hước, gây cười cho dư luận. Theo giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Dòng, bản thân tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì tên tuổi của những cái thạc sĩ tiến sĩ dởm này, nó làm ô danh những cái đội ngũ, những nhà khoa học chân chính ở Việt Nam hiện nay, chỉ là một cái thiểu số. Thưa quý vị, liên quan tới cái việc thăng tiến của những cái phe nhóm hà tĩnh hiện nay, tại sao trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, các nhân vật có quê gốc ở Hà Tĩnh chiếm một cái tỷ lệ rất lớn? Thưa quý vị, người ta gọi phe cánh Hà Tĩnh là một sứ quân.
Đó là lý do tại sao thế nhắc tới nhà máy Formosa và tỉnh Hà Tĩnh thì người ta lập tức nghĩ tới một người có tên là Võ Kim Cự, bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh. Trước đó Võ Kim Cự là chủ tịch ủy ban nhân dân Hà Tĩnh. Rồi cái vụ việc Formosa đổ ra làm ô nhiễm biển bốn tỉnh Bắc Trung Bộ, cuối cùng người ta cũng đổ cho Võ Kim Cự. Và cuối cùng như quý vị đã thấy, Formosa vẫn bình chân như vậy sau khi gây ra một cái thảm họa môi trường được cho là lớn nhất trong lịch sử thảm họa môi trường biển ở Việt Nam. Thưa quý vị, cái việc Võ Kim Cự dắt dây để cho Formosa vào đầu tư ở Hà Tĩnh, lúc đó Võ Kim Cự là trưởng ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng, phó chủ tịch tỉnh. Khi xảy ra cái thảm họa môi trường biển ở Hà Tĩnh, người ta đổ diệt cho Võ Kim Cự mà người ta không nhắc tới một người có tên là Nguyễn Thanh Bình, cựu bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, nay là đương kim phó trưởng ban tổ chức trung ương, với chính thực sự là kẻ tội đồ. Như quý vị đã biết, Nguyễn Thanh Bình trong suốt quá trình Formosa đầu tư vào Hà Tĩnh là tròn quãng thời gian hai nhiệm kỳ mà Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh. Thưa quý vị, cái việc dư luận xã hội người ta lên án Võ Kim Cự mà người ta không nhắc tới tên của Nguyễn Thanh Bình là một cái sai lầm, và người ta cho rằng đã mắc mưu đánh lạc hướng. Theo đó, Nguyễn Văn Bình được coi là một cái vua thực sự của tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi tạo điều kiện thuận lợi để cho công ty Formosa đầu tư một cái dự án thép khổng lồ vào Hà Tĩnh, thì Nguyễn Thanh Bình được một cái món hầu bao kha khá. Và thưa quý vị, sau khi trúng chức bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ thứ hai, lập tức Nguyễn Thanh Bình đã bổ nhiệm Võ Kim Cự vào chức phó bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh. Rồi thưa quý vị, bằng tiền Nguyễn Thanh Bình đã chạy, và đến năm 2015 thì Nguyễn Thanh Bình đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương quyết định giao cho chức phó ban tổ chức trung ương. Và tất cả cuộc điều động luân chuyển cán bộ đối với ông Nguyễn Thanh Bình do ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và sau khi Nguyễn Thanh Bình giữ chức phó trưởng ban tổ chức trung ương, từ cái thời ông Tô Huy Rứa, tức là cái thời kỳ Đại hội 11, thì Võ Kim Cự được Nguyễn Thanh Bình đề nghị thay thế giữ chức bí thư Hà Tĩnh. Và thưa quý vị, đó cũng là lý do tại sao cái thế lực chính trị của phe Hà Tĩnh nổi bật trong cái thời gian suốt từ năm 2014 đến nay. Và cũng là lý do tại sao Nguyễn Thanh Bình được ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra Hà Nội giữ chức phó ban thường trực ban tổ chức trung ương. Trong khi đó, thưa quý vị, một cái kẻ tội đồ phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong cái việc đầu tư cái dự án thép Formosa ở Hà Tĩnh để gây ra các cái thảm họa về biển phải là Nguyễn Thanh Bình. Vậy mà tại sao không có ai nhắc đến tên của kẻ tội đồ này? Và thậm chí khi xảy ra cái thảm họa Formosa, nhiều quý vị đã thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã cấp tốc về Formosa, nhưng không phải là để xem xét tình hình mà là về thăm đối với nhà máy sản xuất thép Formosa mà thôi. Tại cái buổi về thăm nhà máy thép Formosa, thay vì ông Nguyễn Phú Trọng phải chia sẻ những cái mất mát của người dân ở Hà Tĩnh, đặc biệt các cái huyện ở xung quanh nhà máy thép Formosa, nhưng không, thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng lại tập trung phát biểu ca ngợi thành tích của Nguyễn Thanh Bình và Võ Kim Cự. Mà theo Nguyễn Phú Trọng, hai người này đã có công đưa Hà Tĩnh vượt lên, giành được những cái thành tích nổi bật về mặt phát triển kinh tế. Trong khi đó, giới quan sát chính trị trong và ngoài nước khẳng định Nguyễn Thanh Bình chính là một loại cán bộ điển hình của lợi ích nhóm, phe phái, cục bộ địa phương. Ông Nguyễn Phú Trọng không xử lý những cái sai phạm của Võ Kim Cự trong việc để xảy ra thảm họa Formosa cũng bởi Nguyễn Thanh Bình thao túng Nguyễn Phú Trọng, bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng quan tâm ưu ái tới cái dự án Formosa từ trước đến nay. Do đó ưu ái cả Nguyễn Thanh Bình cũng như Võ Kim Cự, do đó không thể kỷ luật được. Và nhiều quý vị đã biết, một cái thảm họa mà buộc nhà đầu tư Formosa phải bồi thường cho Việt Nam mà cuối cùng không có ai phải chịu trách nhiệm cả. Và thưa quý vị, trước khi rời Hà Tĩnh ra trung ương giữ chức phó trưởng ban tổ chức trung ương,
thì Nguyễn Thanh Bình đã để lại một cái hệ thống gia đình trị ở Hà Tĩnh, cụ thể như Nguyễn Văn An, em ruột của Nguyễn Thanh Bình, giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh; Trần Văn Sơn, em rể của Nguyễn Thanh Bình, giữ chức vụ chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, em họ của Nguyễn Thanh Bình, giữ chức vụ chánh án tòa án nhân dân tỉnh; Nguyễn Quốc Hùng, con rể của Nguyễn Thanh Bình, giữ chức vụ trưởng công an thành phố Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Quý, em họ của Nguyễn Thanh Bình, giữ chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Thưa quý vị, có một cái điều đáng chú ý hơn, đó là nhân vật Nguyễn Quốc Hùng, con rể của Nguyễn Thanh Bình, mới ở cấp bậc đại úy đã nhận chức vụ trưởng công an thành phố Hà Tĩnh, trong khi còn bao nhiêu phó trưởng khác, quân hàm, trung tá, thượng tá vẫn phải xếp hàng và ngậm ngùi cay đắng đứng nhìn theo con rể của cựu bí thư tỉnh ủy, phó ban tổ chức trung ương. Chưa hết, thưa quý vị, người ta nói Nguyễn Thanh Bình còn tạo ra một cái hệ thống chân rết họ hàng thông gia giữ các chức vụ như Nguyễn Văn Cường, Dương Văn Tuấn, Dương Thành, với một cái mạng nhện họ hàng dày đặc như vừa kể, cộng với cái chức vụ hiện tại là phó trưởng ban tổ chức trung ương ở cái vị trí thường trực. Người ta nói Nguyễn Thanh Bình thực sự là một cái sứ quân đầy quyền lực ở Hà Tĩnh, và người ta hỏi ông Nguyễn Phú Trọng có biết điều đó hay không, tại sao xử lý những cái trường hợp một người làm quan cả họ được nhờ đối với ông Triệu Tài Bình hay ông Nguyễn Nhân Chiến ở Bắc Ninh mà trường hợp Nguyễn Thanh Bình lại không xử lý. Thưa quý vị, và chắc chắn ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không bao giờ trả lời, bởi vì Nguyễn Thanh Bình luôn luôn là một cái nhân sự chủ chốt đặc biệt quan trọng, nằm trong phe Nghệ Tĩnh, nó cũng như phe Nghệ An, là những cái phe nhóm chính trị trong đảng hậu thuẫn cho ông Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, hôm nay trong bài nói chuyện chúng tôi đề cập tới cái sứ quân Hà Tĩnh với các cái nhân vật sử dụng các cái bằng giả, bằng giỏm của tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi chỉ muốn giải thích cho dư luận xã hội cũng như quý vị thấy được tại sao lãnh đạo của nhà máy thép họ Ngô Xà, họ tung hoành, họ không thể sợ pháp luật văn hóa ở Việt Nam. Rồi những cái kẻ tội đồ như Nguyễn Thanh Bình, Võ Kim Cự không rụng một cái cọng lông chân. Rồi thưa quý vị, các cái đập thủy điện ở Hà Tĩnh là những cái nguồn cơn gây ra lũ lụt hàng năm, vậy mà tuyệt nhiên không có ai bị xử lý cả. Thưa quý vị, ai cũng thấy tác hại của băng dờn băng giả, ai cũng muốn đòi hỏi phải xử lý tiệt nạo cái vấn nạn này. Tuy nhiên theo Nguyễn Phú Trọng, cái vấn đề xử lý đối với các cán bộ sử dụng băng dờn băng giả, bởi chúng ta chưa có đủ thời gian để làm. Song thưa quý vị, có một cái vấn đề ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng nếu chúng ta xử lý mạnh tay thì sẽ thiếu người, lấy ai để làm việc. Thưa quý vị, báo Dân Việt có một cái bài báo, theo đó trong số 96 bằng tốt nghiệp phổ thông trung học mà Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Long An trước đây rà soát thì chỉ có 6 bằng là bằng thật, còn tất cả đều là bằng giả. Theo báo cáo của Phòng PA25 Công an tỉnh Long An, đa số tất cả các cán bộ sử dụng bằng cấp giả tập trung chủ yếu ở vùng Đồng Tháp 10, trong đó có hai huyện Vĩnh Hưng và Mộc Hóa bị phát hiện. Có tới 35 cán bộ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã, cấp phường sử dụng bằng giả. Ông Nguyễn Văn Tần, một người dân ở thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng cho biết: "Tôi biết có rất nhiều cán bộ trước đây, họ học chưa qua cấp 2, không thấy họ đi học ngày nào, bỗng dưng họ có bằng cấp 3, rồi họ lên chức, thậm chí họ có bằng tiến sĩ, thạc sĩ." Theo ông Nguyễn Văn Tần, ở đây tôi không nói vấn đề bằng cấp, nhưng mà những cái chuyện làm bậy bạ như vậy nó sẽ làm mất lòng tin của dân đối với nhà nước. Rồi cái tình trạng ở Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, trong cái việc chạy đua để chuẩn hóa cho 90 cán bộ lãnh đạo ở thành phố Tân An, người ta đã tổ chức cho 90 cán bộ này học siêu tốc trong 24 buổi với học phí 1.650.000 trên đầu học viên để lấy cái chứng chỉ B tiếng Anh. Và thưa quý vị, đồng loạt 90 cán bộ vừa kể sau 4 tháng đều có bằng B tiếng Anh. Rồi có những trường hợp trớ trêu, thưa quý vị, trưởng công an xã ở xã Hưng Điền B, Long An, trưởng công an xã dùng bằng giả bị phát hiện, nhưng người ta không thể đưa phó trưởng công an xã lên để thay thế, bởi vì phó trưởng công an xã cũng dùng bằng giả, trong khi trình độ của các công an viên thì còn thấp hơn thế.
nên không thể tìm được lãnh đạo thay thế. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thưa với quý vị, cái chế độ bằng cấp để sắp xếp nhân sự nó chỉ xuất hiện dưới thời Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Và đó nó dẫn tới cái tình trạng chạy đua để có đầy đủ các cái bằng cấp với mục đích thăng tiến. Và đó cũng là nguyên nhân tại sao các cái bằng cấp mà các cái lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay đang sở hữu nó hoàn toàn không có giá trị về mặt thực tế. Đó là lý do người ta thấy cái chủ trương quy hoạch cán bộ sử dụng các bằng cấp của Nguyễn Phú Trọng, đó là những cái biện pháp ngăn đường bít cửa đối với các nhân tài. Những người trung thực không chấp nhận cái vấn đề sử dụng bằng giả. Đó là kiểu quy hoạch cán bộ được cho là ngăn đường bít cửa đối với các nhân tài. Bởi vì một cái điều quý vị phải thừa nhận đó là những cái người có tài năng thường đi kèm với sự tự trọng. Người ta không chấp nhận bỏ tiền để mua các cái bằng cấp giả để thăng tiến. Trong một cái bài viết của nhà báo Hoàng Hải Vân, nguyên thư ký tòa soạn của báo Thanh Niên cho rằng tất cả các cái tổng thống Mỹ từ trước đến nay, dù nhiều người trước đó là chính khách, nhưng chẳng ai trở thành tổng thống bởi quy hoạch cả. Mà việc trở thành chính khách, nó là sự nỗ lực tự thân của mỗi cá nhân. Các cái nhân tài về thuật trị quốc gia hay còn gọi là chính trị gia, họ phải thông qua sự cạnh tranh mà xuất hiện, cạnh tranh trong các cái đảng phái, cạnh tranh trên chính trường. Còn các cái công chức đều là các nhà quản trị chuyên nghiệp. Họ được tuyển chọn từ cấp thấp tới cấp cao là do tài năng sở trường, nó chẳng liên quan gì đến cái vấn đề quy hoạch như ở Việt Nam. Mà điều đó nó không chỉ xảy ra riêng ở nước Mỹ, mà hầu hết các cái nước phát triển hay theo xu hướng phát triển, họ đều tiến hành theo cái quy trình như vậy. Theo nhà báo Hoàng Hải Vân, tôi nêu điều đó, tôi không có ý nói Việt Nam nên áp dụng cách của Hoa Kỳ hay các nước dân chủ phát triển, mà tôi chỉ muốn nói một cái điều liên quan tới đạo lý. Bởi vì triệt tiêu cạnh tranh cũng là một cách mà ông Nguyễn Phú Trọng sử dụng để bịt cửa đối với các nhân tài. Trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam, họ chủ trương lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam. Song theo nhà báo Hoàng Hải Vân, tôi hoàn toàn không thấy ông Mác nói quy hoạch cán bộ hay ông Lênin nói về cán bộ. Cũng không thấy ông Hồ nói về cái việc đào tạo, lựa chọn, bố trí, rèn luyện cán bộ. Vậy tại sao dưới thời Nguyễn Phú Trọng lại đẻ ra cái gọi là quy hoạch cán bộ để làm gì? Tại sao ông Hồ không làm điều đó mà Nguyễn Phú Trọng lại nảy nòi làm ra điều đó? Theo nhà báo Hoàng Hải Vân, quý vị hãy tự hình dung 200 con người được quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương trong khóa 13 và trong thời gian chờ đại hội thì họ sẽ sống và làm việc ra sao? Đối với những người chính trực một lòng vì nước, vì dân thì không nhắc đến. Họ chỉ làm theo lẽ phải và lương tâm, không vì địa vị mà ăn theo nói leo hay quỳ gối. Số lượng những người như thế rất hiếm hoi, còn đa số là những cái kẻ không chính trực mà ông Nguyễn Phú Trọng gọi là một bộ phận không nhỏ. Những kẻ này họ không dám làm bất kỳ điều gì trái ý của ông Nguyễn Phú Trọng, tức là những người sẽ chốt danh sách cuối cùng trước khi đưa ra cái danh sách ứng cử cho đại hội lựa chọn. Với cái cách làm nhân sự kiểu đó, theo nhà báo Hoàng Hải Vân, nó sẽ không có nhân tố nào mới mà được những cái người này họ ủng hộ nếu cấp trên của họ không ủng hộ, và sẽ không có một cái lẽ phải nào được những người này bảo vệ nếu như lẽ phải đó trái ý với Nguyễn Phú Trọng và không làm hài lòng ông Trọng. Những kẻ cơ hội, họ không chỉ lấy lòng cấp trên mà họ còn phải lấy lòng đội ngũ những người tham mưu cho cấp trên. Bởi vì chỉ cần những cái cán bộ tham mưu này đâm thọc cho vài câu thì họ sẽ tàn đời. Theo tác giả Hoàng Hải Vân, chúng ta hy vọng vào sự anh minh sáng suốt của cấp trên của họ, nhưng thẩm quyền trong việc chốt danh sách nó lại thuộc về một nhân vật duy nhất, đó là Tổng Bí Thư. Theo tác giả Hoàng Hải Vân, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng anh minh hay không anh minh tôi không dám bình luận ở đây. Song chúng ta phải nhớ rằng mười mấy tướng công an quân đội, những cái kẻ bảo kê cho Vũ Nhôm, bảo kê cho đường dây đánh bạc, cũng như các hàng loạt các cái quan chức mà Nguyễn Phú Trọng kỷ luật trong đại hội 12, tất cả họ đều là những cán bộ từng được đưa vào quy hoạch chiến lược cả.
trong cái hệ thống quy hoạch khép kín làm nhân sự kiểu ông Trọng, nó không có đường, không có cửa những đảng viên thường, dù họ là những cái bậc hiền tài kinh bàng tế thế, xuất hiện rất nhiều, kể cả các cái nhân sự ngoài đảng cũng vậy. Thời Hồ Chí Minh, những người ngoài đảng còn giữ chức đến phó thủ tướng và bộ trưởng, nhưng đến nay người ta đã đóng chặt cửa đối với những người ngoài đảng. Đó là chưa kể tới việc quy hoạch cán bộ đã đang đòi hỏi những cái bằng cấp là dùng túng cho cán bộ sử dụng bằng giả. Và điều đó tất nhiên nó dẫn tới một cái hiện tượng, đó là thị trường mua quan bán tước. Đó là một điều không ai mong muốn nhưng không thể không kiểm soát. Và cái thị trường mua quan bán chức nó không chỉ ở trung ương mà nó còn có đầy rẫy ở địa phương. Bởi vì để có tên trong danh sách quy hoạch thì người ta phải vượt qua rất nhiều cấp, và ở mỗi cấp đều có một cái thị trường và phải trả giá. Thưa quý vị, nói tóm lại, tình trạng mua bán bằng cấp giả liệu có được giảm bớt sau khi vụ án giả mạo trong công tác tại Đại học Đông Đô có được xử lý nghiêm hay không? Thưa quý vị, theo đánh giá của chúng tôi, nó làm cái điều hoàn toàn khó, bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta không biết, dư luận xã hội và người dân hiểu rõ đằng sau trong số lượng 55 cán bộ đã sử dụng các cái bằng cấp giả của Đại học Đông Đô đã có bao nhiêu người nằm trong quy hoạch nhân sự, thậm chí có cả các nhân sự quy hoạch chiến lược của Nguyễn Phú Trọng. Và đó là lý do tại sao cái vấn đề xử lý cũng như giải quyết triệt để cái vấn nạn sử dụng bằng cấp giả trong tuyển chọn nhân sự, đặc biệt là nhân sự cao cấp, làm cái điều hoàn toàn khó ở cái thời điểm hiện nay. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV liên quan tới cái chủ đề sử dụng bằng giả của Đại học Đông Đô và danh sách các cái nhân sự ở tỉnh Hà Tĩnh họ đã dùng bằng giỏm, bằng giả để thăng tiến ở các cái chức vụ lãnh đạo cao cấp như thế nào, xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.